Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Diễm quay trở lại kênh chia sẻ cho các bạn một mẫu nhà lửng mà bên Diễm thiết kế cho khách hàng ở Hải Phòng. Đầu tiên mình sẽ nói về mô hình mặt tiền cũng như là phối cảnh bên ngoài của ngôi nhà. Và phần tiếp theo mình sẽ diễn giải công năng phía bên trong. Ngôi nhà này có diện tích là ngang 5,2 m và chiều dài là 15,5 m, chưa tính sảnh các bạn nha. Ngang 5,2 m mà mình xây tường mỗi bên 200 thì lọt lòng sẽ là 4,8 m bề ngang các bạn nha. Bạn cùng nhìn tổng thể về bên ngoài của ngôi nhà. Thì phía bên này là còn diện tích đất trống cho nên là mình mở cửa phụ cũng như là cửa sổ ở khu vực bên này để mà lấy sáng lấy gió cho bên trong ngôi nhà. Còn phía bên này thì không có diện tích đất trống cho nên là bên này mình không có mở được cửa các bạn nha. Và ở phía sau có cửa phụ ra sân phơi phía sau nữa các bạn nha. Nhà này để mà lấy được ánh sáng cho khu vực bên trong xuyên suốt ngôi nhà thì ở phía bên trên này mình có sử dụng ô giếng trời. Ô giếng trời này thì mình sử dụng là kính cường lực, loại kính dày để tăng tính an toàn các bạn nha. Mình sẽ cho ánh sáng lọt vào khu vực bên dưới và sẽ cho gió lọt vô chứ không cho mưa các bạn nha. Các bạn lưu ý là mình chừa ba bên nè, là có khe hở để mà gió có thể lọt vào bên trong ngôi nhà. Và các bạn lưu ý là ba cái khe hở này thì các bạn vừa đủ để lấy gió vô thôi, nếu mà to quá thì kỹ gian đột nhập thì sẽ không tốt các bạn ha, bạn lưu ý chỗ đó. Còn nhà này là nhà mái mái ngang mái bằng bằng bê tông và các bạn lưu ý là mình chống thấm khéo khéo một tí để trần khỏi bị thấm các bạn nha. Ở phía trên này thì để bồn nước. Rồi phần mặt tiền ở phía trước. Nhà này là sử dụng sảnh chính, bậc cấp là có 3 bậc cấp, tiến, thoái, tiến sẽ rơi vào số lẻ các bạn nha. Cửa chính thì sử dụng là cửa thép vân gỗ, cửa thép giả vân gỗ các bạn nha. Ở trên này thì có đổ tấm xeno đua ra và phía bên này thì sử dụng đường cong để tạo độ mềm mại cho ngôi nhà. Phía mặt trần của xeno và mảng tường này thì mình sử dụng là vật liệu là nhựa giả gỗ để tạo điểm nhấn các bạn nha. Ở dưới trần này vẫn là nhựa giả gỗ. Và bên khu vực này là có cửa sổ để mà lấy sáng cho khu vực bên trong. Và mình trang trí là theo hình chữ B đi theo lối như thế này. Ở trên này vẫn sử dụng kính cường lực để mà lấy sáng cho khu vực tầng lửng các bạn nha. Ở phía trước cửa sổ thì có một bồn bông nho nhỏ ở khu vực này. Màu sắc chủ đạo là màu trắng các bạn nha. Và mình sử dụng đường viền là màu xám. Hoặc các bạn có thể sử dụng màu đen tùy theo ý của các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về công năng phía bên trong các bạn nha. Đây nè. Tấm sen đua đua ra thì mình sử dụng đường cong mềm mại như thế này nè để tạo điểm nhấn mềm mại cho ngôi nhà của mình hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đến công năng của tầng trệt trước tiên. Mình nhắc lại diện tích của ngôi nhà này là ngang 5,2 m, dài 15,5 m các bạn nha. Và công năng ở dưới tầng trệt là gồm có phòng khách, phòng bếp và nhà phòng ngủ, một phòng ngủ ở phía sau nhà. Hai nhà vệ sinh thì mình tách ra, một bên là nhà tắm, một bên là nhà vệ sinh. Rồi bây giờ mình sẽ đến công năng của từng phòng các bạn nha. Đây là khu vực phòng khách. Nhà này có bề ngang là 5,2 m mà mình xây tường bao quanh là 200, như vậy là diện tích lọt lòng sẽ là còn lại là 4,8 m chiều ngang. Và chiều dài lọt lòng của phòng khách là
46. Trong đó thì các bạn để bộ sofa ở khu vực này. Sau lưng bộ ghế sofa là mình có mở cửa sổ bốn cánh ra khu vực sân bên hông để mà lấy sáng cũng như là lấy gió cho khu vực bên trong phòng khách. Khu vực bên này là cầu thang lên trên tầng lửng, và cầu thang tầng lửng thì mình sử dụng là 17 bậc. Nó sẽ rơi vào số lẻ theo kiểu phong thủy là sinh lão bệnh tử. 17 thì nó sẽ rơi vào chữ sinh như các bạn nha. Bậc cấp thì một mặt bậc là màu đen, một mặt bậc là màu trắng để tạo điểm nhấn nổi bật hơn cho cầu thang. Lan can thì sử dụng là lan can kính cường lực, tay vịn gỗ. Mình tận dụng dưới gầm cầu thang, mình đóng tủ để tivi như thế này, kết hợp thêm một vài vật dụng trang trí, bình lọ hay là sách gì đó các bạn ha. Tủ gỗ ở dưới gầm cầu thang để mà trang trí. Ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp là bởi vách gỗ như thế này. Vách gỗ thì các bạn có thể là đi đặt phía bên ngoài. Kiểu dáng thì các bạn có thể là lựa chọn tùy theo sở thích của các bạn nha. Rồi tiếp theo mình sẽ đến khu vực phòng bếp. Phòng bếp của mình có diện tích gọt lòng như sau. Ngang vẫn là 4,8 các bạn nha. Và dài là 4,4. Trong đó thì các bạn để khu vực bếp chữ L dọc theo hai mảng tường này. Một bên là bếp lò, một bên là bồn rửa. Kế bên bồn rửa sẽ là tủ lạnh. Ở khu vực này thì sẽ để bàn ăn cơm. Ở mảng tường ngay bàn ăn cơm thì các bạn có thể là xây tường 10, 20. Rồi mình sẽ dán đá hoặc là dán giấy dán tường vào mảng tường 10 này và treo lên một bức tranh thì tạo điểm nhấn cho mảng tường này. Khi mình nhìn ăn cơm, nhìn thì sẽ có cảm giác thẩm mỹ hơn. Và lối vào bếp có cửa phụ đi ra sân bên cạnh này các bạn ha. Có cửa phụ này rất là tiện các bạn nha. Khi mà nhà các bạn có khách thì các bạn ngại đi cửa chính thì các bạn có thể là đi theo cửa phụ để vào bên này thì sẽ tiện lợi hơn. Ngay khu vực bồn rửa thì mình có bố trí cửa sổ để mà lấy sáng cũng như là lấy gió cho khu vực bên trong. Rồi tiếp theo là khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở bên này, còn này là nhà tắm các bạn ha. Mình tách ra hai bên như thế này để có độ sạch sẽ hơn. Ở phía bên ngoài thì mình xịt vào một khoảng đủ để chiếc máy giặt ở khu vực này các bạn nha. Rồi tiếp theo là phòng ngủ. Thì phòng ngủ này có diện tích lọt lòng như sau. 3,1 m nhân cho 3,3 m. Cũng vừa đủ, không rộng lắm các bạn ha. Trong đó thì các bạn bố trí nội thất như sau. Hướng đầu giường, các bạn tựa vào hướng đầu giường này. Không tựa đầu giường vào mảng tường tiếp giáp với lại nhà vệ sinh các bạn nha. Như vậy là kỵ phong thủy. Cũng không xoay hướng đầu giường tựa vào mảng tường này. Tại vì mảng tường này thì mình có bố trí cửa sổ để tận dụng mà lấy sáng lấy gió cho khu vực bên trong này. Mà hướng đầu giường để ngay cửa sổ thì không nên, cho nên tốt nhất là các bạn vui lòng để hướng đầu giường tựa vào mảng tường này. Hoặc là tựa vào mảng tường này cũng được, nhưng mà cửa sổ phải tránh qua một bên, đầu giường tránh qua một bên các bạn ha. Ở bên này là tủ đựng quần áo các bạn nha. Cửa của phòng ngủ thì đi ra lối hành lang như thế này. Và chiều rộng của lối hành lang là 1,4 m, cũng khá là rộng. Và đây là cửa phụ đi ra sân sau, sân phơi. Các bạn lưu ý là cửa phụ và cửa chính không nằm chung trên một trục các bạn ha. Ở đây mình đã bố trí cửa phụ lệch qua phía bên này, nó không có chung trục với cửa chính. Đây, cửa phụ ra sân sau các bạn nha. Thì cửa chính của nhà này thì chủ nhà thích sử dụng là cửa thép giả văn gỗ. Còn lại là cửa phụ và cửa sổ thì đều sử dụng cửa nhôm sinh pha kính cường lực. Tiếp theo mình sẽ nói về công năng của tầng lửng các bạn nha.
Tổng thể của ngôi nhà này gồm có 3 phòng ngủ. Đây lên tầng lửng. Đầu tiên của tầng lửng sẽ là phòng thờ ở không gian này. Và mình tận dụng khu vực này để một chiếc bàn học các bạn ha. Hoặc là bàn làm việc. Diện tích chiều sâu của phòng thờ này có diện tích như sau. Thì ngang lọt lòng vẫn là 48 các bạn nha. Chiều sâu của phòng thờ này là 34. Còn chiều ngang là 2,7 m. Tiếp theo là khu vực phòng ngủ thứ hai ở của ngôi nhà này được đặt ở ngay sau lưng phòng thờ. Và cửa vào phòng ngủ thông ra lối hành lang. Lối hành lang có bề ngang giống như ở dưới tầng trệt là 1,4 m các bạn nha. Bố trí phòng ngủ như sau. Ở đây mình tận dụng mình xây tường như thế này để mình tận dụng để tủ quần áo ăn tường. Thì nhìn diện tích phòng ngủ của mình nó sẽ vuông vức và rộng rãi hơn. Hướng đầu giường các bạn tựa vào hướng đầu giường mảng tường này. Lưu ý là không xoay hướng đầu giường, tựa vào mảng tường tiếp giáp với lại phòng thờ. Như vậy là kỵ phong thủy các bạn ha. Và ở đây mình có bố trí cửa sổ thông ra sân ở bên hông để mà lấy sáng cho khu vực bên trong phòng ngủ. Thì mình cũng có tránh ra một bên là cửa sổ này và một bên là đầu giường. Không có để cửa sổ phía bên trên đầu giường các bạn ha. Thì thay vào đó phía bên trên đầu giường các bạn có thể là trang trí bức tranh chẳng hạn. Rồi tiếp theo là khu vực nhà vệ sinh dùng chung cho khu vực trên tầng lửng này. Ở đây do là mình bố trí tủ ăn tường cho nên là nó có điểm gấp khúc như thế này. Nền của nhà vệ sinh thì các bạn lưu ý là luôn luôn thấp hơn nền ở bên trên nhà. Thấp hơn thì nước nó khỏi vương vãi ra bên ngoài. Rồi tiếp theo là khu vực phòng ngủ thứ ba của ngôi nhà này được đặt ở phía cuối cùng. Và phòng này do là tận dụng được diện tích của hành lang cho nên là rộng các bạn ha, rộng hơn những phòng ngủ kia. Thì phòng ngủ này có diện tích như sau. Diện tích lọt lòng là 3 m nhân với lại 4,8 m các bạn nha. Trong đó thì các bạn để hướng đầu giường tựa vào mảng tường này. Cũng không xoay hướng đầu giường tựa vào mảng tường tiếp giáp với lại nhà vệ sinh các bạn ha. Và ở đây mình có bố trí hai cửa sổ cho khu vực phòng ngủ này. Một cửa sổ bên này và một cửa sổ thông ra khu vực ở phía sân sau. Phòng này là đảm bảo ánh sáng cũng như là gió các bạn ha. Ở mảng tường này thì mình để tủ quần áo. Rồi ở đây các bạn có thể là trang trí mảng tường này bằng cách là sử dụng bức tranh hoặc là sử dụng giấy dán tường dán khu vực mảng tường này. Tường xây bao quanh nhà các bạn lưu ý là xây tường 20 và tường ngăn trong nhà thì sử dụng tường 10 là được rồi các bạn nha. Vừa rồi là mình đã hướng dẫn cho các bạn thiết kế một ngôi nhà lẫn với diện tích là ngang 5,2 m và dài 15,5 m. Những bạn nào có lô đất tương tự thì có thể tham khảo mẫu này. Công năng của ngôi nhà này là gồm có 3 phòng ngủ các bạn nha. Trong quá trình các bạn xem video có gì thắc mắc các bạn hãy comment bên dưới mình sẽ chú thích thêm. Rồi, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.